Kính chào quý vị khán giả của Chào Tuần Mới, chương trình được lên sóng mỗi thứ hai hàng tuần trên các kênh sóng của VTV5. Thưa quý vị, tháng 11, tháng của lòng biết ơn, lòng tri ân đến những người thầy, người cô. Và cũng là thời điểm để chúng ta nhớ về quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm của tuổi học trò với trường lớp, với những người bạn cũ của mình. Cùng với đó sẽ có nhiều tin tức đáng chú ý được chúng tôi gửi đến quý vị trong số tuần này. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm mạng tuần qua. Từ ngày 1 tháng 11, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm chính thức mở cửa đón và phục vụ khách tham quan. Bảo tàng hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia, gồm máy bay MiG-21 số hiệu 4324, máy bay MiG-21 số hiệu 5121, tấm bản đồ quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng T-54B số hiệu 843. Mỗi hiện vật ở đây đều là một câu chuyện hấp dẫn về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh. Bảo tàng mang lại cho người xem cảm xúc tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, qua đó thêm hiểu và thêm yêu Tổ quốc. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ tạm đóng cửa, dừng đón khách trong vòng 3 ngày, từ ngày 3 đến hết ngày 5 tháng 11, để phục vụ công tác tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảo tàng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 6 tháng 11 và miễn phí tham quan cho đến hết tháng 12 năm 2024. Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 dự kiến tổ chức trong 3 đợt. Mỗi đợt có từ 3 đến 4 kíp thi tại 30 điểm thi. Cụ thể, 3 đợt thi diễn ra lần lượt vào tháng 1, tháng 3 và tháng 4 năm 2025. Ngoài các điểm thi trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở thêm điểm thi mới để hỗ trợ các em học sinh ở các tỉnh vùng Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai. Theo đó, kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 75.000 lượt thi. Bài thi gồm 3 phần thi: tư duy toán học 60 phút, tư duy đọc hiểu 30 phút và tư duy khoa học giải quyết vấn đề 60 phút. Đây là 3 phần thi độc lập. Câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Tuần qua, câu lạc bộ Nam Định có cuộc tiếp đón Tampere Rovers của Singapore trên sân nhà Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng G AFC Champions League 2. Ở trận đấu này, đội khách Tampere Rovers bất ngờ có lợi thế dẫn trước tới 2 bàn. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục với các bàn thắng của Kayo, Mbande và Lucas để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2 trước Tampere Rovers. Với kết quả này, đại diện của Việt Nam đã mở rộng cánh cửa đi tiếp vào vòng sau. SEA Games 33 năm 2025 sẽ có 44 môn thể thao, trong đó có một số môn thể thao mới như bóng gỗ, ném đĩa, kéo co và thể thao hàng không. Tại kỳ SEA Games này, một số môn thế mạnh của Việt Nam gồm võ vi nam, lặn, aerobic và dance sport không có trong chương trình thi đấu. Dù vậy, nhiều khả năng đoàn thể thao Việt Nam vẫn đủ sức cạnh tranh vị trí top đầu. SEA Games 33 sẽ tranh tài 567 bộ huy chương tại 3 địa điểm gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan. Seven Summits là khái niệm để chỉ 7 ngọn núi cao nhất của 7 khối lục địa. Chinh phục được Seven Summits là ước mơ của nhiều người. Mới đây, Fernanda Marcien, một ultra runner người Brazil, đã một lần nữa định nghĩa lại giới hạn sức bền của con người bằng cách lập kỷ lục thời gian leo lên và leo xuống đỉnh cao nhất ở châu Đại Dương là đỉnh kim tự tháp Kasten, hay còn được gọi là Puncak Jaya, nằm ở Indonesia. Kỷ lục này được hoàn thành chỉ trong 1 giờ 48 phút và là đỉnh núi thứ 5 trong hành trình chinh phục 7 đỉnh núi của cô. Trước đó, Marcien đã lập kỷ lục ở các đỉnh Aconcagua của Nam Mỹ, Kilimanjaro châu Phi, Everest châu Âu và Vision của châu Nam Cực. Trí tuệ nhân tạo và tiếng chim hót đang giúp các nhà khoa học đánh giá sức khỏe của rừng ở Kenya. Các âm thanh sẽ được ghi lại từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng và từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Sau đó được chuyển đổi thành quang phổ, đưa vào mô hình AI, có thể cho biết loài chim nào có trong tệp. Dự án Kenya Bird Map là sáng kiến khoa học công dân nhằm mục đích lập bản đồ phân bổ hiện tại của các loài chim ở Kenya. Các nhà khoa học Anh đang đóng góp các mẫu DNA vào một ngân hàng dữ liệu toàn cầu với hy vọng có thể hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng. Vườn thú London là một trong những nơi bổ sung vào ngân hàng mẫu DNA toàn cầu.
vật liệu di truyền được chiết xuất từ các loài dễ bị tổn thương. Các bể chứa đông lạnh có trụ sở tại Wechert đang lưu trữ vật liệu di truyền nhằm mục đích giúp hồi sinh các loài sau này. Đây là một cách để duy trì sự tồn tại của chúng, thay vì để chúng trở thành bộ xương của các loài đã tuyệt chủng từ lâu. Đây là khuôn mặt và giọng nói kỹ thuật số của một nhân vật đóng vai người ngược đãi bệnh nhân. Trong một không gian an toàn, cách sử dụng avatar do máy tính tạo ra đang giúp điều trị cho những người mắc chứng loạn thần. Dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu, bệnh nhân học cách chống lại những giọng nói tiêu cực mà họ nghe thấy. Nghiên cứu do các nhà tâm lý học lâm sàng tại King's College London thực hiện, với tuyên bố chỉ cần một vài buổi trị liệu có thể làm giảm cả sự đau khổ và tần suất của những giọng nói đó. Hiện tại, liệu pháp này sẽ được triển khai tại các phòng khám ở Anh để thử nghiệm thực tế nhiều hơn. Trong một cuộc thăm dò của đài BBC, bản đồ tàu điện ngầm đã được người dân Vương quốc Anh bình chọn là thiết kế được yêu thích nhất của họ trong thế kỷ 20, vượt qua cả những bốt điện thoại công cộng màu đỏ nổi tiếng. Mới đây, một triển lãm đặc biệt trưng bày các bản đồ và áp phích tàu điện ngầm quý hiếm vừa được mở cửa tại London. Mẫu bản đồ tàu điện ngầm nổi tiếng nhất do ông Harry Beck thiết kế vào năm 1933 đã được sử dụng cho tới ngày nay. Bản đồ của ông đã thay đổi cách mọi người hình dung về mạng lưới tàu điện ngầm, biến những sơ đồ phức tạp về các tuyến đường sắt thành những đường thẳng đơn giản, cho phép hành khách nhanh chóng tìm ra cách di chuyển từ điểm A đến điểm B. Cưỡi ngựa kéo lưới đánh bắt tôm là một hoạt động độc đáo của ngư dân tại thị trấn Oostenrijke của nước Bỉ, từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2013. Thế nhưng đến nay, chỉ còn vài chục hộ gia đình tại đây còn duy trì hoạt động này. Nguyên nhân được cho là do ô nhiễm môi trường khiến sản lượng tôm bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, phương pháp đánh bắt này đã được thay thế phần lớn bằng máy móc và tàu thuyền hiện đại. Trước đây, hoạt động này từng được thực hiện một số nước khác như Anh, Pháp, Hà Lan, nhưng giờ chỉ còn lại duy nhất ở thị trấn này. Vì thế, tôi rất tự hào với công việc của mình. Tuy số lượng tôm đánh bắt được không mang lại giá trị cao, nhưng hoạt động độc đáo này đang biến thị trấn nhỏ trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch, đem lại thêm thu nhập cho người dân địa phương. Thưa quý vị, Nhà hát chèo Việt Nam vừa công diễn vở Thị Màu Xuyên Không. Vở diễn nằm trong chương trình Giáo dục di sản nghệ thuật chèo tại Nhà hát chèo Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của các nghệ sĩ nhằm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. Thị Màu Xuyên Không, vở diễn mới nhất trong dự án sân khấu học đường, mở màn các hoạt động trải nghiệm trong series chương trình Tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Việt Nam do Nhà hát chèo Việt Nam phối hợp với nhóm sản xuất nội dung gồm các đạo diễn, nghệ sĩ trẻ yêu chèo thực hiện. Những thanh âm truyền thống, những làn điệu chèo cổ và cả EDM hòa quyện nhuần nhuyễn khiến khán giả nhiều lứa tuổi say sưa theo dõi và khám phá những lớp lang vừa cổ vừa tân. Tôi vẫn giữ nguyên cấu trúc mô hình làn điệu, ngôn ngữ văn chương, cấu trúc lớp trò, âm nhạc chèo truyền thống, nhưng phải tương tác với thế hệ trẻ và thậm chí tương tác với cả nhạc trẻ. Vì tôi nói là đọc rap với chèo thì cũng không phải là gì là mới cả. Về trong nhịp một của các cụ cha ông ta đã nói trước đây rằng nhiều trăm năm, hàng nghìn năm. Đâm cái việc mà tiếp cận để đến thế hệ trẻ, khán giả trẻ và nhiều lứa tuổi họ tiếp cận với nghệ thuật sân khấu chèo, đấy là việc của những nhà chuyên môn phải làm. Lựa chọn lối tiếp cận mới để câu chuyện và các nhân vật kinh điển của chèo cổ bước vào thế giới hiện đại. Sự giao thoa rất đúng xu hướng này đã tạo nên sức hấp dẫn cho những khán giả nhỏ tuổi đến với sân khấu trải nghiệm tại Nhà hát chèo Việt Nam. Hôm nay khi được xem vở chèo Thị Màu Xuyên Không thì con đã rất là thích thú bởi vì nó rất là gần gũi và dễ hiểu hơn trong sách rất là nhiều tại vì nó có nhạc lan cảm xúc. Như cái tên giản dị Tôi Trèo Về Quê Hương, cuộc trở về của những người trẻ yêu vốn cổ, ước mong tìm về những giá trị xưa để khoác lên một tấm áo mới cho những tinh hoa dân tộc, là hành trình ngày càng được cộng hưởng rộng rãi, truyền cảm hứng ra đời cho hàng loạt các mô hình sân khấu thể nghiệm do chính các bạn học sinh, sinh viên thực hiện. Là họa sĩ Việt đầu tiên được chính thức mời tham dự Venice Biennale lần thứ 60, mở ra một chương mới cho nghệ thuật thị giác của nước nhà. Nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu đã mang đến một tác phẩm khiến cả thế giới phải trầm trồ về sự công phu và tính độc đáo. Một năm, hai vụ lúa, tám lứa tăm. Nước là một cái làng lớn, làng là một cái nước nhỏ.
cái cánh tăm nó có thể có một cái sự liên tưởng đến nó là một cái làng. Nhà chính là hạt nhân của làng. Và đó là cái mà tôi chọn để xây dựng làm hạt nhân trung tâm của gọi là một siêu tác phẩm ấy, mà tôi đặt tên là Tăm. Trong việc giữ gìn các cái giá trị văn hóa của dân tộc thì việc phát triển nó để đưa ra với bạn bè thế giới theo một cách chuyên nghiệp sẽ nhận được những cái thành tựu mà tôi nghĩ là không thể đo đếm được. Đất nước ta có hơn 4.000 năm lịch sử. Chúng có một cái nền tảng văn hóa cực kỳ to lớn. Tâm tôi lựa chọn để nói cái câu chuyện này là một cái khá là đặc trưng. Tức là khi mà đất nước có những cái biến cố về lịch sử thì làng nó như một cái kén ấy, tức là nó đóng lại. Còn khi mà hòa bình như bây giờ ấy, thì cái kén nó nở ra, con ngài nó bay đi. Thì là nước mình là tập hợp của một cái siêu làng. Làng được linh qua cái hình tượng kén tăm và hình tượng cái nhà Bắc Bộ. Cái chất liệu để xây dựng cái ngôi nhà ấy, nó là chất liệu cổ truyền của Việt Nam mình. Đó là gỗ mít được ngâm ở dưới áo ấy, sau đó là được xẻ ra bọc bằng sét phun qua lửa, cuối cùng là được phết bằng nhựa cảnh kiến. Cái sợi tơ cũng giống như một sợi chỉ khâu khâu tất cả những cái giá trị lịch sử hay là những cái gì trong lịch sử lại, thì đấy là chính tính là tính liên tưởng của tác phẩm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong 10 năm của mình, Lê Hữu Hiếu là họa sĩ châu Á đầu tiên được mời dự triển lãm Venice Biennale lần thứ 60 tại Italy. Với lịch sử 129 năm, Venice Biennale là một đại triển lãm được xem là Thế vận hội Olympic của mỹ thuật. Việc Lê Hữu Hiếu được mời tham dự Venice Biennale là vinh dự lớn, mở đường đưa nghệ thuật của Việt Nam vươn ra thế giới. Mục đích của tôi đơn giản, đầu tiên là cống hiến cho Tổ quốc. Thứ hai nữa, khiến cho bạn bè thế giới phải có một cái sự tôn trọng nhất định về những cái di sản hơn 4.000 năm mà ông cha ta đã để lại. Có một lớp học may miễn phí ở Hà Nội mang tên Phố Xưa do thầy giáo Nguyễn Duy Long sáng lập, dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị cùng ghé thăm lớp học đặc biệt này. 34 tuổi mình quyết định đi học may. Một phần vì đây là ước mơ từ bé của mình. Một phần khác vì mình có một cơ thể khá đặc biệt. Mình cao 1m25 và chỉ nặng 27kg. Đó là câu chuyện rất điển hình của chị Vũ Thị Lan, 34 tuổi, quê Nam Định. Bị khuyết tật 6 khớp ở chân tại lớp học may Phố Xưa dành cho những người yếu thế, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở phố Kim Ngưu, Hà Nội. Khi cái lớp này được hình thành, thực ra là nó là do một cái biến cố của gia đình mình. Bé đầu nhà mình là bị bại não. Thành ra có thể là mình đồng cảm với cả những cái hoàn cảnh khiếm khuyết trong xã hội ấy. Chính vì thế là mình mở ra cái lớp cắt may Phố Xưa để giúp cho các cái hoàn cảnh mà khiếm khuyết có được một cái công ăn việc làm ổn định và tự nuôi sống được bản thân, không như bé nhà mình. Đối với các bạn học viên khiếm khuyết đến với mình ấy, thì với mỗi một bạn khác nhau ấy, thì mình đều có những cái suy nghĩ làm sao cho các bạn học ở đây được thuận tiện nhất, đi lại thuận tiện, ăn ở thuận tiện, sinh hoạt thuận tiện, điều chỉnh về máy may, điều chỉnh về bàn thiết kế. Thậm chí có những bạn mà ngồi xe lăn đến đây học mà xe lăn thì rất là thấp, mình sẽ phải cắt cái chân bàn đi, hạ thấp cái bàn xuống để cho bạn ấy ngồi thuận lợi. Mình giúp được một phần sẽ tạo ra những cái giá trị nó tốt hơn cho xã hội và những người mà thiếu và kém may mắn. Sau gần một thập kỷ giảng dạy trực tuyến và trực tiếp cho hàng nghìn học viên, anh Nguyễn Duy Long đã giúp đỡ, dìu dắt nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có khiếm khuyết cơ thể, bị khuyết tật để giúp họ thay đổi bản thân, vươn lên làm chủ cuộc sống. Khi chúng ta còn trẻ là chúng ta cứ bước đi. Nếu mà chúng ta không bước thì chúng ta sẽ không bao giờ đi tới cả. Yêu nghề thì hãy đến với mình, thì mình sẽ giúp các bạn có thể có được một cái công việc nuôi sống bản thân và gia đình sau này.
Tận dụng lợi thế sông rạch chằng chịt ở miền Tây, nhiều người làm nghề thợ rèn ở nơi đây đã chuyển hết đồ nghề xuống phà để tạo thành những lò rèn di động trên sông nước, để từ đó rong ruổi khắp các dòng sông, con rạch nơi xứ lạ quê người. Tối mình phải nằm suy nghĩ, sáng mình đi tới đường nào thì đi qua đó, còn tới đâu thì nghĩ tới đó thôi, chứ mình chưa biết là mình dừng chân chỗ nào. Năm này về nhà được có 3 lần, chỉ Tết nè, rồi mùng năm nè, dưới tháng 7 về đó mà mình già thôi. Mình đâu có nghề gì mình chọn để mình cho nó khỏe được hơn cái nghề này đâu. Làm mới có ăn chứ không có làm không có ăn. Nói chung là cũng vất vả, tại vì cuộc sống mưu sinh phải chịu thôi, chứ cũng nhờ cho con thuận. Rồi là nghe măng, mặc dù măng ít tiền nhiều tiền không quan trọng, quan trọng là hai cha con mình có sức khỏe để mặn bền lâu thôi à. Thưa quý vị, vị khách mời đặc biệt nào sẽ gõ cửa chào tuần mới tuần này? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực và muốn bỏ cuộc giữa chừng? Đó là lúc bạn cần nạp năng lượng cho bản thân bằng chính nguồn nội lực bên trong. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, hối hả và đầy áp lực, việc duy trì nguồn năng lượng và sự kết nối với bản thân đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự thành công. Đó cũng chính là chủ đề của chào tuần mới tuần này, nuôi năng lượng từ những trải nghiệm. Khách mời gõ cửa hôm nay là chị Phạm Tuyết Hạnh Hà, trưởng phòng công tác sinh viên Đại học FPT Hà Nội. Chị đã có 12 năm gắn bó với sinh viên và quan điểm chơi hết mình, làm hết sức để cống hiến nhiều nhất có thể cho cuộc sống. Chị Hà sẽ có những chia sẻ gì trong chương trình chào tuần mới tuần này? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ nhé! Cảm ơn chị Hạnh Hà đã nhận lời đến với chào tuần mới hôm nay. Mời chị hãy gửi lời chào đến các khán giả của chương trình. Xin chào MC Ngọc Thịnh và xin chào tất cả khán giả của chào tuần mới. Chúng ta có một tuần mới tràn đầy năng lượng với chủ đề của chương trình hôm nay, đó chính là nuôi năng lượng từ những trải nghiệm. Vậy thì một trải nghiệm gần đây nhất đã mang tới rất nhiều những năng lượng và cảm hứng cho chị là gì? Chắc là ngay ngày hôm qua đi. Khi mà mình đang đi trong sân trường thì gặp một nhóm sinh viên ngành quản trị kinh doanh năm cuối, và các bạn đó có làm một cái đồ án tốt nghiệp, chính là một cái business về thời trang. Và bộ đồ hàm mặc trên người ngày hôm nay đấy chính là sản phẩm của sinh viên trường mình. Và thực sự là thấy rất là tự hào khi tất cả các bạn với cái tài năng thiết kế cũng như là khả năng làm kinh doanh của mình, các bạn có thể thiết kế ra những cái sản phẩm mang cái ý nghĩa về văn hóa, bởi vì các bạn sáng tạo ra những cái sản phẩm lấy cảm hứng từ cái trang phục của triều đình nhà Nguyễn. Và cái bộ sưu tập đấy trong cái dự án là Đề Cẩm, một cái tên rất là hay. Và ngay hôm nay khi mà mình xuất hiện tại chương trình chào tuần mới là mình đang mặc chính bộ trang phục do sinh viên mình thiết kế. Và đấy chính là một cái niềm vui và một cái nguồn năng lượng, mình nghĩ là như vậy khi mà đến với chương trình. Vâng ạ, vậy thì liệu rằng môi trường làm việc của chị luôn được gần gũi với các bạn sinh viên, những người trẻ, có phải là lý do để chị lúc nào cũng sống tràn đầy năng lượng như vậy không ạ? Chắc chắn rồi, chắc chắn, bởi vì những người trẻ là những người mang rất nhiều nguồn năng lượng tươi mới, sáng tạo, và khi mà tiếp xúc với các bạn mình học được rất nhiều điều và mình cảm giác được lây những cái sự khỏe khoắn, cái tinh thần lạc quan và tích cực của tất cả các bạn ấy. Thì chị còn những cách nào nữa để nạp năng lượng cho bản thân mình? Với cá nhân mình thì có rất nhiều cách khác nhau, cũng như Thịnh và tất cả mọi người thôi. Chúng ta có thể tiếp xúc với những diễn giả, với những khách mời mà Thịnh có thể học được rất nhiều điều từ họ, hay là những cuốn sách mà chúng ta đã học, thì mình cũng như vậy. Với một cái công việc mà khá là đa dạng, khi không chỉ tiếp xúc với sinh viên mà còn được gặp gỡ với rất nhiều doanh nghiệp, với các chuyên gia, thì mình đều quan sát và đều thử xem là mình sẽ học được gì từ anh đấy, từ chị đấy, và chắc chắn từ họ sẽ có những cái nguồn năng lượng tích cực mà mình có thể học được. Và mình cũng là một người rất yêu thích đọc sách, mình có thể nạp được những cái nguồn năng lượng về mặt tri thức, nơi mà chúng ta có thể học được những cái bài học, những cái triết lý từ chính tác giả và những cái câu chuyện mà họ kể qua những cái cuốn sách đấy. Chưa kể là nơi mình làm việc tại Hòa Lạc là một cái ngôi trường rất là nhiều cây xanh, và sự kết nối với thiên nhiên là một cái nơi mình cảm thấy bản thân mình được balance, được rất là thoải mái và dễ chịu. Nói như chị thì tức là khi chúng ta được đặt vào một môi trường phù hợp với bản thân, hoặc là chúng ta được tiếp xúc với những người mà chúng ta yêu mến, thì đấy sẽ là một cách rất tốt để chúng ta được
nạp đầy năng lượng cho bản thân mình. Vậy còn nếu trong trường hợp mà chúng ta phải làm việc trong một môi trường mà quá nhiều áp lực thì sao? Lúc đó thì có cách nào để chúng ta có thể nạp năng lượng cho mình đấy ạ? Đúng rồi, không phải trường nào cũng có không gian rộng và không phải công việc nào cũng có cơ hội gặp được nhiều người đúng không? Thì thực ra là có rất nhiều những cái cách thức và có rất nhiều những cái phương pháp, và cái cách thức đấy thì luôn ở xung quanh mình. Và thực ra là trong cái câu chuyện mà Thịnh nói với một người mà ví dụ đi, trong một cái văn phòng bí bách thì mình làm thế nào? À thì mình sau khoảng 1-2 tiếng mình sẽ đi ra ngoài, hít thở không khí, hẹn một buổi ăn trưa với bạn bè, những người mà mình lâu mình chưa gặp. Hay là trong một tháng mình có buổi nào đi xem phim, hay là có những buổi hẹn hò với những người bạn rất cũ rồi, những người thân trong gia đình. Có nghĩa rằng là mình sẽ chủ động set up những cái mới mẻ. Và cái sự mới mẻ trong cái cuộc sống của mình thì là do chính mình thiết kế lên. Và nó rất là đơn giản thôi. Như Hà nói, từ một cuộc cà phê, từ một cuộc gọi cho những người lâu mình không gặp, hay là mình mua một cuốn sách mới, hay là mình chủ động xem những cái show truyền hình mới, thì biết đâu mình cũng sẽ học được, mình cũng sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng tích cực từ âm nhạc, từ những cái buổi hẹn hò chiêu chiêu như vậy cùng với đồng nghiệp và cùng với những người thân. Nhưng mà bây giờ thì với những người trẻ sẽ phải đối diện với vô vàn những áp lực. Chúng ta thường thấy những cái bài báo hoặc là chúng ta thường thấy những cái chia sẻ của những người trẻ nào là áp lực từ công việc này, áp lực từ cuộc sống, từ thu nhập này, áp lực đồng trang lứa này, áp lực tình yêu này. Bây giờ thì người trẻ có quá nhiều thứ để quan tâm đến, nên là cũng có quá nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy áp lực. Chị có lời khuyên nào cho những bạn trẻ không ạ? Để chúng ta lựa chọn được một con đường đi, hoặc là chúng ta lựa chọn được một thái độ sống vui vẻ, tích cực nhất ạ? Thực ra không chỉ người trẻ đâu Thịnh, cả người già nữa và kể cả những người trung niên nữa, chúng ta đều có những cái áp lực. Và đây không chỉ là câu chuyện dành cho người trẻ mà dành cho tất cả chúng ta. Và phải công nhận với nhau một điều là cuộc sống thì có quá nhiều những cái áp lực. Cái giai đoạn nào cũng thế, và đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi mà cái sự phát triển của công nghệ khiến cái sự kết nối sâu sắc giữa con người với con người. Bởi vì thay vì Hà nói chuyện với Thịnh trong khoảng tầm 30 phút, nhưng mà đâu đấy giữa cuộc nói chuyện mình lại phải bỏ điện thoại ra check được bao nhiêu like, bao nhiêu người reach tin nhắn của mình. Thay vì một cái cuộc nói chuyện chúng ta kết nối sâu sắc với nhau, thì có quá nhiều cái sự tác động của công nghệ đến cái sự đứt gãy của sự kết nối. Mà sự kết nối là một cái điều cần thiết để giảm cái sự áp lực. Vậy nên với câu hỏi của Thịnh thì mình nghĩ rằng là đầu tiên bạn phải công nhận một điều là áp lực là điều luôn tồn tại. Mình có thể học từ rất nhiều các bạn trẻ khác, bởi vì có rất nhiều những cuộc sống tích cực ngoài kia, có rất nhiều các kênh podcast hay là những người mà mình có thể follow. Tại sao lại họ có một cái cuộc sống chill như thế, có một cái cuộc sống có thể cân bằng như thế, vậy thì mình thì sao, mình cũng giống họ mà. Thì thực ra họ cũng không có cái gì quá là khác biệt và ghê gớm với mình đâu, chỉ là họ tìm ra những cái phương pháp hay là họ hiểu được một số những cái nguyên lý trong những cái câu chuyện về hạnh phúc. Ví dụ nha, ví dụ Thịnh khi tập thể thao thì Thịnh hiểu rằng là Thịnh sẽ tiết ra những cái hormone mà sẽ cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, và cái hormone đấy khiến mình sảng khoái, và vô tình những cái stress trong công việc tại cơ quan nó sẽ được đào thải ra ngoài. Hay là cái hormone hạnh phúc dopamine là một cái hormone mà nó tăng cái sự động lực. Thì ngay sau cái chương trình ngày hôm nay, nếu mà buổi talk này thành công, Hà có thể mời Thịnh ra uống cà phê và chúng mình tưởng thưởng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đấy chính là cái sự khích lệ mà chúng mình dành cho chính bản thân mình. Thì nó là những cái tips nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tiết ra những cái hormone hạnh phúc. Và cái điều này nó có khoa học hẳn hoi. Khi mà não bộ tiết ra những cái hormone như vậy sẽ khiến bản thân mình cảm thấy vui tươi hơn, lạc quan hơn, hạnh phúc hơn. Và có rất nhiều những cái cách thức khác nhau để có thể sản sinh ra những cái hormone hạnh phúc như vậy. Và tất cả chúng ta, không chỉ người trẻ, hãy nhìn ra đâu là cái cách thức để chúng mình có thể tiết ra những cái hormone hạnh phúc như vậy. Mình tập thể thao này, mình chạy bộ này, hay là mình có sự kết nối với thiên nhiên này, mình về ôm thú cưng này, thì những cái nhẹ nhàng vỗ về ôm ấp như vậy đều là những cái cách thức để mình có thể hạnh phúc. Có sự thay đổi trong cái một cái chuỗi dài ngày mà khiến mình cảm thấy khá là u ám, thì hãy có một cái sự thay đổi và nhìn vào những cái hướng tích cực đó, thì Hà nghĩ rằng là mọi người sẽ tìm được cái năng lượng mới trong những cái cách thức như vậy. Với công việc hiện tại của chị Hạnh Hà thì cũng thường xuyên phải kiến tạo những cái trải nghiệm dành cho các bạn sinh viên. Vậy thì chị có thể chia sẻ cách mà chị đã làm, hoặc là cách mà chị luôn luôn tâm niệm mình có thể làm thế nào để giúp các bạn sinh viên có một cuộc sống thật là giàu trải nghiệm và nhiều năng lượng không ạ?
mình cùng hiểu rằng là một cái đời sống học sinh sinh viên có ý nghĩa và sống động, đó là không chỉ có việc học mà phải cả việc chơi. Và nó là một cái sự hài hòa trong sự phát triển cá nhân của một con người. Chính vì vậy, cái hoạt động của mình là về hoạt động trải nghiệm cho học sinh sinh viên của trường, thì mình sẽ xác định rằng là sẽ đa dạng hóa và làm sinh động nhất có thể những cái mảng hoạt động khác nhau, không chỉ có thể thao, văn nghệ, văn hóa, học thuật, và các bạn có thể trải nghiệm qua rất nhiều những cái cách thức, những cái hình thức khác nhau, ví dụ như là các cuộc thi hay là các dự án. Thì tất cả những cái hoạt động như vậy sẽ giúp cho các bạn có một cái sự tiếp xúc đa dạng với nhiều loại hình, tiếp xúc với nhiều loại bộ môn, và cũng có thể phát triển đa dạng ở tất cả những cái lĩnh vực khác nhau về tinh thần, về thể chất, về trí tuệ, về sở thích. Đó, đấy chính là cái cách mà mình mang đến những cái trải nghiệm cho học sinh sinh viên trong trường. Vâng ạ, rất cảm ơn chị Hạnh Hà đã đến với Chào Tuần Mới hôm nay và mang tới một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho quý vị khán giả. Cảm ơn chị. Nếu bạn có tham gia các câu lạc bộ gym, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với bài tập căn bản deadlift, một trong những bài tập giúp rèn luyện sức mạnh thân thể vô cùng hiệu quả, đặc biệt là những tác động tới phần lưng. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Bích Ngọc cùng cộng sự sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một số bài tập về lưng. Rồi mọi người cầm thanh ba lên cùng em nhé. Rồi cùng nhau set up như thế ạ. Hai chân mở rộng bằng hông, trùng đầu gối, siết bụng mở ngực và xoay vai về sau. Mình cầm thanh ba cách đường ngoài một ngón cái. Chặng đầu tiên mình đi phần lưng dưới nhé. Rồi deadlift chill and chill, cho em 2 nhịp xuống và 2 nhịp lên. Thanh ba luôn trượt sát đùi xuống gối. Đổ vai về trước và giữ thẳng lưng ạ. Giữ cầm trong cổ, mắt nhìn chéo xuống sàn. Và một lần nữa ở đây, combo tiếp theo của mình, cho em 2 lần single grip rest. Lên, đẩy xuống, trở về một lần nữa chùm gối, đẩy các cái mông của mình về sau, triple dead row. 3 2 1, đứng dậy và lặp lại combo của em, triple. Last one. 4 3 2 1, triple dead row. Một lần nữa, lần nhanh hơn của em nhé. Single dead row, gối rốn, gối và đứng dậy. Lưng trên, lưng dưới, mình kết hợp một lúc nhé. Một lần nữa ở đây ạ. Và thử thách cho phần lưng trên của mình. Quay pull, dead row, 5 lần nhấp. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ thanh ba về gối và đứng dậy xuống và lặp lại một lần nữa. 3, 2, 1, and stop. Ok, xong rồi, xoay vai về xong. Thưa quý vị, thời tiết giao mùa chính là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về mắt, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc của chúng ta. Chính vì vậy, việc nhận biết các bệnh về mắt và chăm sóc đôi mắt trong thời điểm giao mùa chính là điều vô cùng quan trọng để chúng ta có được một đôi mắt sáng với thị lực ổn định. Thời điểm thời tiết giao mùa và trong mùa mưa lũ, các bệnh lý về mắt thường gặp có thể kể đến như viêm bờ mi, viêm tuyến lệ hay đau mắt đỏ. Để phòng chống bệnh về mắt, cần lưu ý những chú ý sau. Không chơi đùa, rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn. Không dùng chung khăn mặt, chậu với người bị đau mắt đỏ. Rửa tay bằng xà phòng với nước sạch. Chà thuốc nhỏ mắt cho tất cả những người có nguy cơ tiếp xúc với nước bẩn. Chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành. Những tin tức về sức khỏe vừa rồi cũng đã khép lại Chào Tuần Mới hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn duy trì được một nền tảng sức khỏe tốt và một tinh thần tràn đầy năng lượng từ những gợi ý của Chào Tuần Mới. Còn bây giờ, chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc và học tập thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!